Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Dân Israel trữ lương thực xuống hầm cho một cuộc chiến kéo dài. Theo hướng dẫn của chính phủ, người dân Israel tìm nơi trú ẩn ngay khi có còi báo động. Theo hãng tin AFP, người dân tại Jerusalem đã kịp tìm kiếm chỗ trú ẩn trước cuộc tấn công chưa từng có với hàng trăm drone và tên lửa nhắm vào Israel. Đài CNN đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF ước tính Iran đã phóng hơn 200 loại drone, bao gồm máy bay không người lái sát thủ, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Theo đó, còi báo động vang lên khoảng 1 giờ 42 phút sáng, ngày 14 tháng 4 giờ địa phương, tại miền nam Israel, sau đó lan rộng ra cả nước. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy khắp miền nam và bắc Israel, tại thành phố Jerusalem cũng như tại nhiều thị trấn ở bờ Tây. Tại Jerusalem, phóng viên AFP tường thuật nghe thấy tiếng nổ khắp thành phố, đường chân trời đỏ rực vì các vụ đánh chặn. Trong khi đó, người dân tại đây đang tích trữ nước và đến trú tại các hầm trú ẩn. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trên vùng trời tại đây, phóng viên đài CNN Nise Robertson đưa tin trực tiếp tại hiện trường thành phố Jerusalem. Chủ tiệm tạp hóa Elijahu Barakat, 49 tuổi tại khu vực Mamila của Jerusalem, nói mọi người đang gấp rút về nhà. Cửa hàng của ông Barakat bình thường sẽ không mở cửa vào giờ này, nhưng hiện đang mở vì nhiều người đến mua nước, đồ ăn và mọi thứ, ông Barakat cho biết. Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari cũng cảnh báo người dân phải sẵn sàng tìm kiếm nơi trú ẩn. Tôi nhắc lại rằng dù mối đe dọa đến từ đâu, khi nghe còi báo động, bạn phải vào nơi trú ẩn và đợi ở đó trong ít nhất 10 phút, ông Hagari nhắc nhở. Theo lời kể của ông Michael Uzan, 52 tuổi, nhà sĩ, gia đình ông đã tập trung tại nhà của bố vợ. Gia đình ông Uzan nghe theo hướng dẫn của chính phủ Israel, họ mua thực phẩm để được lâu và đã sẵn sàng để đến hầm trú ẩn dưới tòa nhà. Ông Uzan dự đoán cuộc sống hàng ngày của gia đình sẽ phải chịu gián đoạn trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, người dân ở thủ đô Amman, Jordan cách Jerusalem khoảng 100 km cho biết vào sáng sớm ngày 14 tháng 4, họ đã nghe và nhìn thấy nhiều hoạt động xảy ra trên vùng trời ở nhiều khu vực khác nhau. Lúc đầu chúng tôi nghe thấy tiếng nổ ở phía xa. Chúng tôi nhìn ra ngoài và nó giống như những tia sáng trên bầu trời nhấp nháy. Chúng tôi nhìn thấy thứ gì đó bay đến rồi rơi xuống. Một người đàn ông ở phía tây Amman, người yêu cầu không nêu tên, nói với CNN. Một người khác cho biết có vẻ như bất cứ thứ gì nổ trên bầu trời sẽ rơi xuống ngay khu vực của họ. Ánh sáng rất sáng, dường như từ hệ thống phòng vệ vòm sắt bay lên, đánh chặn và phát nổ. Những âm thanh đó thật đáng sợ. Bạn có thể nghe thấy tiếng nổ vang vọng giống như một ngôi sao băng đang lao xuống, người này nói. Mỹ sẽ hỗ trợ Israel phòng thủ nhưng không tham gia tấn công Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói thẳng sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhắm vào Iran, trong khi Lầu Năm Góc nói Washington không ngại các hành động hỗ trợ Tel Aviv phòng thủ. Ngay sau khi Iran tấn công Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo đài CNN, một quan chức chính quyền cấp cao tiết lộ, Tổng thống Mỹ đã nói với ông Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào chống lại Iran. Đài NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên thì tiết lộ đích thân Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel sẽ cố gắng kéo Mỹ vào một cuộc chiến lớn hơn với Iran. Washington lo lắng Tel Aviv sẽ bắt đầu đáp trả Tehran giống như cái cách mà họ đã tiến hành cuộc chiến ở dải Gaza vào tháng 10 năm 2023 và vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria. Diễn biến đã châm ngòi cho đợt tấn công của Iran rạng sáng nay. Trang web Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã khẳng định với ông Netanyahu các cam kết sắt đá của Mỹ với an ninh Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên án vụ tấn công của Iran và cho biết sẽ triệu tập cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7 trong ngày 14 tháng 4. Tôi nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc phòng thủ và đánh bại ngay cả những cuộc tấn công chưa từng có. Đó là cách gửi một thông điệp rõ ràng tới kẻ thù của mình rằng họ không thể đe dọa an ninh của Israel, Nhà Trắng trích lời ông Biden. Từ Washington, Lầu Năm Góc cho biết các lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã đánh chặn hàng chục tên lửa và máy bay không người lái được phóng đi từ Iran, Syria, Iraq và Yemen nhắm vào Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lên án vụ tấn công của Iran, đồng thời kêu gọi nước này và các nhóm vũ trang đồng minh xuống thang căng thẳng, ngừng ngay lập tức các vụ tấn công. Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran, nhưng chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại để bảo vệ các lực lượng của mình và hỗ trợ Israel phòng thủ, ông Lloyd Austin tuyên bố. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ sự biết ơn những quân nhân Mỹ dũng cảm đã tham gia các hoạt động chống lại cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh họ vẫn đang cảnh giác để ngăn chặn xung đột hoặc tình hình leo thang thêm. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng Israel sẽ không tìm kiếm một cuộc chiến toàn diện với Iran.
Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng không có gì bảo đảm chắc chắn cho niềm tin này. Gần như ngay lập tức, một quan chức Israel không nêu tên tuyên bố bất kỳ hành động trả đũa Iran nào trong tương lai sẽ có sự phối hợp với các đồng minh. Mỹ lo Israel hấp tấp đánh trả Iran. Dẫn lời một quan chức Israel giấu tên, báo New York Times cho biết bất kỳ hành động trả đũa Iran nào trong tương lai sẽ có sự phối hợp với các đồng minh. Bình luận được đưa ra sau khi có thông tin Mỹ lo ngại Israel có thể đánh trả Iran một cách hấp tấp mà không tham khảo ý kiến của nước này. Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ trước đó đã điện đàm nhắc lại các cam kết đảm bảo an ninh của Washington với Tel Aviv. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ nhóm họp trong ngày 14 tháng 4 để phối hợp phản ứng ngoại giao sau vụ tấn công của Iran. Trong khi đó, đài NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ đích thân Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel sẽ cố gắng kéo Mỹ vào một cuộc chiến lớn hơn với Iran. Washington lo lắng Tel Aviv sẽ bắt đầu đáp trả Tehran giống như cái cách mà họ đã tiến hành cuộc chiến ở dải Gaza vào tháng 10 năm 2023 và vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria, thứ đã châm ngòi cho đợt tấn công của Iran rạng sáng nay. Các quan chức Mỹ tin rằng Israel sẽ không tìm kiếm một cuộc chiến toàn diện với Iran, tuy nhiên họ cũng thừa nhận rằng không có gì bảo đảm chắc chắn cho niềm tin này. Các quan chức Iran tuyên bố đợt tấn công Israel có quy mô giới hạn và đánh chính xác vào những mục tiêu quân sự ở Israel. Truyền hình nhà nước Iran cảnh báo bất kỳ vụ đáp trả nào của Israel trong những giờ tới sẽ vấp phải những phản ứng mạnh mẽ hơn. Tehran được cho là đặt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo trong tình trạng báo động cao độ. Hiện tại, người Iran đang chờ xem người Israel sẽ làm gì và liệu họ có thể duy trì cuộc xung đột này như hiện tại mà không khiến mọi việc leo thang thêm hay không. Đài Al Jazeera nêu vấn đề. Đồng minh của Iran cũng đánh bại Israel. Theo người phát ngôn của quân đội Israel, hơn 55 quả rocket đã được bắn từ Liban tới Israel chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 4. Chưa rõ đây có phải là hành động phối hợp với Iran hay không. Lực lượng Hezbollah ở Liban trước đó đã phóng nhiều rocket để thể hiện tình đoàn kết với nhóm Hamas tại dải Gaza kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Theo kiểm đếm mới nhất của báo New York Times, dựa trên các nguồn thông tin từ giới chức Israel, Iran đã sử dụng 185 drone các loại, 110 tên lửa đất đối đất và 36 tên lửa hành trình nhắm vào Israel. Phần lớn được phóng từ lãnh thổ Iran, nhưng cũng có một số được bắn đi từ Iraq và Yemen. Iran được cho là hậu thuẫn Hezbollah ở Liban, lực lượng Houthi ở Yemen và một số nhóm vũ trang ở Iraq. Bao giờ Israel phản đòn? Theo tờ The Telegraph, một yếu tố quan trọng về những gì có thể xảy ra tiếp theo là mức độ mà Israel và các đồng minh có thể đánh chặn tên lửa và UAV Iran. Nếu chỉ có một số ít tên lửa hoặc UAV Iran lọt qua hệ thống phòng không của Israel và tấn công một số mục tiêu quân sự, có thể ở các căn cứ phía Bắc nơi dân cư thừa thớt, và Iran cảm thấy trả đũa như vậy là đủ, thì nguy cơ bùng lên chiến tranh khu vực sẽ giảm đi. Còn khi thương vong cho dân thường, binh lính cũng như tổn thất về cơ sở hạ tầng lớn, thì sẽ làm tăng quy mô phản ứng của Israel. Thêm nữa, việc Iran phóng tên lửa và UAV từ lãnh thổ của mình là một sự leo thang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ giúp cho Israel và các đồng minh có thời gian xác định và đánh chặn. Ông Dani Sichonowik, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương và đã từng làm việc trong Cơ quan Tình báo Quốc phòng Israel trong 25 năm, cho rằng dù Israel và Mỹ cảnh báo Iran đừng tấn công, nhưng dường như giới lãnh đạo Iran nhận thấy rằng cái giá của việc không tấn công sẽ cao hơn chính cuộc tấn công, vì Iran phải khôi phục khả năng gian đe và cân bằng với Israel. Hệ quả phụ thuộc vào kết quả của cuộc tấn công này. Giả sử Israel với sự giúp đỡ của Mỹ đánh chặn hầu hết tên lửa và UAV thì có thể sẽ cho phép Israel phản ứng một cách hợp lý để cuộc xung đột hiện tại giữa các nước lắng xuống, ông Sichinowik nhận định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!